Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Lào Cai hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lào Cai ước đón 500.000 lượt khách trong tháng 4. Ngành đường sắt sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Lào Cai hướng tới đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Việt Nam và Cục Thương mại Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc phối hợp tổ chức chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Cục Thương mại Châu Hồng Hà, chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, một số doanh nghiệp Trung Quốc, đại diện Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh Tây Nam Bộ, các tập đoàn, hiệp hội thủy sản, hiệp hội trái cây, tổng công ty và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai nhấn mạnh, với vị trí nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác đầu tư, dần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam, khu vực ASEAN với thị trường vùng Tây Nam Trung Quốc và ngược lại. Việc tổ chức chương trình nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai nước trực tiếp gặp gỡ, kết nối giao thương về nông thủy sản, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phía Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc được trực tiếp khảo sát, đánh giá đúng tiềm năng, quy mô sản xuất nông thủy sản của thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận. Phát biểu tại chương trình, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, Cục Thương mại Châu Hồng Hà giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương, cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, xây dựng các cơ chế chính sách thông thoáng hơn cho xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản. Tại chương trình, ban tổ chức đã bố trí gian hàng cho doanh nghiệp các tỉnh Tây Nam Bộ trưng bày giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp Trung Quốc kết nối giao thương. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lào Cai xây dựng phương án phát triển hạ tầng giao thông quốc gia kết nối quốc tế. Về đường bộ, phát triển hạ tầng giao thông quốc gia theo quy hoạch, trước năm 2025, xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hoàn thiện xây dựng, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 70, quốc lộ 4, quốc lộ 4D, quốc lộ 4E, quốc lộ 279 đạt tối thiểu quy mô cấp 4, 3. Quy hoạch xây dựng các cầu biên giới, cầu vượt sông Hồng và các sông suối khác phục vụ giao thương qua biên giới. Đối với đường sắt, thống nhất phương án kết nối triển khai xây dựng đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai, tỉnh Lào Cai Việt Nam với ga Hà Khẩu Bắc, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm Lào Cai Hà Nội Hải Phòng trước năm 2030, cải tạo tuyến đường sắt Phố Lu Cam Đường, chuyển tuyến đường sắt vận tải Quảng Cam Đường Đông Hồ ra ngoài khu trung tâm đô thị. Đường hàng không, hoàn thành xây dựng cảng hàng không Sapa đạt tiêu chuẩn cấp 4C, định hướng là cảng hàng không quốc tế, nghiên cứu xây dựng sân bay trực thăng tại các huyện Bắc Hà, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai phục vụ phát triển du lịch, cứu hộ cứu nạn. Tháng 4, Lào Cai ước đón 500.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó khách nội địa khoảng 444.200 lượt, khách quốc tế khoảng 55.800 lượt. So với tháng trước, lượt khách không tăng nhưng doanh thu lại tăng đáng kể. Đây là nỗ lực của ngành du lịch trong thu hút du khách sẵn sàng chi tiêu khi đến với Lào Cai bằng nhiều hoạt động như lễ hội Đền Mẫu Sơn, Mẫu Thượng, Ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sapa lần thứ nhất, lễ hội hoa hồng, giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa đỗ quyên Bát Sát. Thời gian tới, các hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, lễ hội cao nguyên trắng gắn với mùa thu hoạch mận ở Bắc Hà, lễ hội mùa thu Bát Sát hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách bằng tàu hỏa trong dịp nghỉ lễ sắp tới, ngành đường sắt phối hợp với lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Tại ga Lào Cai những ngày này, nhân viên phụ trách phòng vé đã nhận được nhiều cuộc gọi đặt vé của hành khách. Với chất lượng dịch vụ không ngừng được đa dạng nên lượng hành khách đi tàu đã tăng dần trở lại. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, ngành đường sắt và các đơn vị thành viên đã có sự chuẩn bị các điều kiện.
Đặc biệt, trải nghiệm tàu hỏa là phương tiện được nhiều hành khách nước ngoài lựa chọn cho hành trình du lịch tới Lào Cai. Việc lựa chọn đi tàu vì phương tiện này an toàn và thời gian dài ngồi trên tàu sẽ có thêm trải nghiệm về chuyến du lịch. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại khu vực phía Bắc, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và ngược lại. Riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ tăng thêm 2 chuyến vào các ngày 28 và 29 tháng 4. Ngoài các đôi tàu tăng thêm, đường sắt vẫn duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu SP3, SP4 vào tất cả các ngày trong tuần. Thống kê của trạm vận tải đường sắt Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 hành khách đi đến ga Lào Cai. Riêng cuối tuần, lượng hành khách tăng gấp 1,5 lần với khoảng 600 người. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 80%. Để phục vụ hành khách tốt nhất, ngành đường sắt chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức nhiều phương án bán vé linh hoạt, tạo thuận lợi nhất cho khách đi tàu. Trạm vận tải đường sắt Lào Cai thì đã phối hợp với cả Liên hiệp Lao động khu ga rất là tốt, nên là các cơ quan ban ngành quanh khu vực ga nữa, nên là rất là đảm bảo cho hành khách đi lại được thuận tiện. Và để phục vụ cho hành khách đi lại thuận tiện thì chúng tôi cũng đã tổ chức bán vé thông ngày và bán vé qua online, nên hành khách cũng dễ thuận tiện trong việc mua vé. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho đợt vận tải cao điểm dịp nghỉ lễ đã được triển khai theo kế hoạch, đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho những chuyến tàu được đặt lên hàng đầu, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân, du khách. Thời gian qua, Trường Cao đẳng Lào Cai đã đẩy mạnh liên kết, hợp tác đào tạo nghề với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước để sau khi ra trường, sinh viên không chỉ thạo nghề mà còn thành thạo ngoại ngữ, đạt chuẩn nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế, có thêm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Một tiết học tổ chức phục vụ nhà hàng của sinh viên năm nhất lớp cao đẳng quản trị khách sạn K22 tại khách sạn De La Copon, Sapa. Rất nhiều kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng đã được truyền đạt đến các học viên. Khi thực tập thì bọn em được trực tiếp làm việc với các khách hàng, nên là bọn em được trau dồi thêm nhiều kỹ năng. Sau này, sau khi ra trường thì bọn em sẽ không còn bỡ ngỡ với công việc nữa. Liên kết đào tạo với khách sạn De La Copon Sapa trong thời gian 4 tháng, 28 sinh viên này sẽ được truyền đạt kiến thức, thực hành 5 môn học tại khách sạn, đặc biệt là kỹ năng nghe nói giao tiếp bằng tiếng Anh. Nếu các bạn sau này muốn làm việc ở các cái khách sạn quốc tế thì cái tiếng Anh ấy, nó cũng là một cái tiên quyết và bắt buộc. Đó là một hạng mục mà khi mà kết hợp với cả trường ấy, chúng tôi rất là quan tâm để nhấn mạnh vào. Là một trong 70 trường nghề trong cả nước nằm trong đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025. Hiện trường cao đẳng Lào Cai đã liên kết, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung đầu tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội được đào tạo, thực tập và làm việc tại nước ngoài. Ký kết hợp tác, chúng tôi sẽ hỗ trợ để giảng viên của nhà trường nâng cao được năng lực đào tạo nghề điện theo tiêu chuẩn của New Zealand. Sinh viên của nhà trường cũng sẽ được tạo điều kiện sang New Zealand học tập và thực hành để trở thành các công dân toàn cầu. Xác định có 7 cái ngành nghề trọng điểm mà sẽ được đầu tư để trở thành một trường trọng điểm cấp ASEAN. Trong một cái nỗ lực tìm kiếm về sự hợp tác quốc tế thì chúng tôi đã có những cái sự hợp tác với cả phía Úc và với phía Hàn Quốc cũng như phía Nhật Bản. Thì qua đó để có được cái chương trình đào tạo cũng như là những cái chuẩn mực quốc tế trong đào tạo nghề đối với học sinh sinh viên của trường Cao đẳng Lào Cai. Đặt mục tiêu đến năm 2025 đào tạo từ 5.000 đến 7.000 học sinh sinh viên một năm, trong đó có từ 30% học sinh sinh viên trình độ cao đẳng trung cấp trở lên học nghề trọng điểm. Việc tăng cường hợp tác quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, người học đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. Người dân phường Âu Quý Hồ, thị xã Sapa đã từng trồng giống nho Pháp từ vài chục năm trước, song chỉ để phục vụ nhu cầu gia đình. Thời gian gần đây, giống cây trồng này được hội phụ nữ phường vận động hội viên phát triển để nâng cao thu nhập. Trồng 0,5 hecta nho Pháp từ năm 2015, sau 4 năm, gia đình chị Ngô Thị Nhâm đã được thu quả ổn định.
Theo chị Nhâm, việc chuyển đổi sang trồng nho cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng su su. Mùa nho chín cũng là lúc gia đình chị Nhâm đón nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm. Cây nho thì nó thu theo mùa, hiện nó cũng hiệu quả hơn các cây khác, làm nó cũng không vất lắm, cũng tăng thêm thu nhập cho tôi và các du khách qua lại thì cũng thấy thực tế là có ở vườn và đến Sapa nhiều hơn. Cũng tham gia trồng nho Pháp, chị Lưu Thị Hương cho biết thời gian trồng đến khi thu hoạch phải mất từ 3 đến 4 năm, song đây là giống cây trồng lâu năm và ít tốn công chăm sóc. Với 0,3 hectare đã ra quả đều từ 3 năm nay, mỗi năm gia đình chị thu được khoảng 30 đến 35 triệu đồng. Giống nho đấy trồng thì nó phụ thuộc rất nhiều về thời tiết. Ví dụ như là về thời tiết nắng nôi cũng thứ nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của quả. Nông dân trồng là nói chung là thuần nông, chưa có một cái gì gọi là cái loại thuốc nào để mà mình phun hay là mình để kích thích cây gì cả. Phường Ô Quý Hồ hiện có hơn 10 hội viên phụ nữ tham gia trồng cây nho Pháp với tổng diện tích khoảng 5 hectare. Theo tính toán, với mỗi hecta trồng nho, một năm sẽ cho thu khoảng 2 tấn quả, giá bán trung bình từ 30 đến 45 nghìn đồng một kg, mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định. Đưa vào là một trong những cái sản phẩm để phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng có những cái đề xuất nên Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên cũng muốn là giúp cho chị em phát triển từ cây nho. Về cái thứ nhất là về cái khoa học kỹ thuật cũng như là cái về các cái mở các lớp tập huấn hoặc là về cái hướng dẫn để cho chị em phòng ngừa được cái sâu bệnh cũng như là nhân rộng thêm được các cái giống cây này đến với nhiều hộ gia đình khác. Nho Pháp cho thu hoạch vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình trồng nho của hội viên phụ nữ đang góp phần tạo cảnh quan, xây dựng các mô hình trải nghiệm để thu hút du khách, phát triển du lịch tại địa phương. Đưa văn hóa lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy được ngành giáo dục Lào Cai khuyến khích triển khai hàng chục năm qua. Hiện nhiều mô hình trường học đa văn hóa đã và đang được nhân rộng ở nhiều địa phương. Từ đó, những không gian văn hóa trong trường học vùng cao cũng ngày càng được quan tâm, để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Một chòi lá được dựng lên ngay trong khuôn viên của trường mầm non Bản Liền. Đây là không gian được cô trò nhà trường đặc biệt yêu thích. Tại đây, các bé được trải nghiệm trang phục dân tộc Mông, dân tộc Tày, được quan sát, tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình. Trẻ được khám phá trải nghiệm thì trẻ cũng rất là hứng thú và vui vẻ. Và trẻ cũng rất là thích những đồ dùng, những trang phục trên ngôi nhà sàn mà tự tay các cô trang trí và các bậc phụ huynh đóng góp. Học mà chơi, chơi mà học. Với tinh thần đó, ở các trường học vùng cao, những không gian văn hóa được bố trí sắp xếp hợp lý, hấp dẫn, đã thu hút học sinh tìm hiểu, trải nghiệm mỗi ngày. Đa phần các không gian này đều do thầy cô và phụ huynh tự thiết kế xây dựng. Em rất thích những cái bức tranh đấy bởi vì phong cảnh thì em rất là thích bởi vì nó có đồng ruộng rất là đẹp và có hai con người mặc bộ váy rất là giống em. Triển khai mô hình trường học văn hóa, đa văn hóa trong không gian đậm đà bản sắc. Các nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như học thêu thổ cẩm, sưu tầm trưng bày, học múa dân gian. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các trường triển khai dạy giáo dục địa phương hay hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chương trình mới. Mình vào câu lạc bộ thêu ấy thì mình cũng tìm hiểu được những cái mới, cái lạ, nét thêu của những dân tộc khác, đặc biệt là người Dao này, nét của người ta rất là mỏng này, xong là bé rất là đẹp nên là nói chung là em học được rất là nhiều thứ từ câu lạc bộ thêu. Trường tiểu học Mường Vi, nơi có hơn 7% các em học sinh là dân tộc Dái, các em rất là hứng thú bởi vì đây là đúng cái bài hát về bản sắc văn hóa của dân tộc Dái ở Mường Vi này. Toàn tỉnh có 612 trường với 1.360 điểm trường. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú là nòng cốt trong hệ thống giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ được đầu tư khang trang sạch đẹp, trường lớp còn có những không gian văn hóa đặc thù, khơi dậy trong các em niềm tự hào dân tộc, từ đó nỗ lực học tập để vun đắp tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.